Ôi các anh vào nhà em đông thế này làm gì đây? Có được gì? Có được gì mà các anh thế này đông chưa? Phá nhà, phá nhà. Phá nhà à? Gọi cho công an thôi. Thằng Phú vào nhà đi, thằng Tiếp. Em bắt lên, bắt lên, lấy dao bắt lên, lấy súng ra bắn chết rồi, lấy súng bắn chết mẹ đi, súng bắn, bắn vào này lấy súng ra, ôi là ơi. Đây này, sở hữu đen vào, sáng nay ấy, bây giờ sở hữu đen vào, bắn ra cái này, đừng. La la.